chỉ còn khoảng tầm hơn 2 tháng nữa thôi thì dịp Tết Nguyên đán 2024 đã đến rồi. Vậy thì anh chị đã tìm cho mình một loại cây nào để sở hữu trong dịp Tết Nguyên đán chưa ạ? Thì hôm nay em sẽ dẫn anh chị đi tham quan vườn cây hoa mộc hương, một trong những loại hoa mà được rất nhiều người lựa chọn mỗi dịp Tết đến xuân về. Người ta thường có câu sắc trà hương mộc để thể hiện vẻ đẹp cũng như là hương thơm của dòng hoa này anh chị nhé. Bên các em đây là một cây mộc hương trưởng thành. Cây này thì có chiều cao khoảng tầm hơn 3 mét anh chị này, cành tán sum suê và các thân của chúng thì khoảng tầm gần một mét anh chị nhé Đấy, những cây này là những cây mà nhà vườn em đã đôn đảo trực tiếp rồi rất là đảm bảo an tâm trong dịp tết nguyên đán sắp tới thì về anh chị chỉ cần lên cho chúng một cái chậu là chúng ta hoàn toàn có thể chơi tết rồi nhá đây các thân của chúng vào khoảng tầm 80 phân này em sẽ đo thử được kính gốc anh chị này cây này thì có vanh gốc khoảng tầm là 24 25 anh chị nhá bầu lưới này là bầu mà nhà vườn em đã tiến hành đánh và đang đôn đảo giống ủ kỹ lưỡng rồi nhá loại này thì chắc à, thân này rất là nhiều này 1, 2, 3, 4 chạc Và chỉ mỗi chạc thì đã chia thành khoảng tầm 2 đến 3 chạc con nữa nhá lại Tán rất là dày Đây là dòng hoa mộc hương ta, hoa vàng để các lứa hoa của chúng này Đứng sát đây thôi thì cũng đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của chúng rồi Trong nhà chỉ cần trồng một đến hai cây mộc hương thôi Thì hương thơm của chúng sẽ lan tỏa và phủ kín khắp khuôn nhà anh chị nhé Đấy, cái này thì à, em đã nhận và để à, em chuẩn bị chơi cho dịp Tết này Em ghi tên của em ở đây luôn Anh chị nhá để Em à, ghi tên hẳn chữ Huy ở đây Cái này thì à, em xin phép là để lại chơi không bán anh chị nhé rất là nhỏ vườn em thì có đầy đủ các kích thước đa dạng chủng loại đây những cây choa như này đây những cây choa như này thì chúng sẽ cao khoảng tầm 2 mét anh chị nhé <laughs> phát thân này phát thân khoảng tầm 70 đến 80 phân và loại này thì có vanh gốc và khoảng tầm là 11 12 phân anh chị nhé Đấy. rất là đảm bảo an tâm tất cả những cây này thì yên tâm là về đôn đảo cho bổ kỹ nước về trồng thì trăm đảm bảo sống trăm phần trăm anh chị nhé số lượng rất là nhiều đây em sẽ trải sát khu vườn cho anh chị xem đây tất cả những cây này cây nào có đấy hiện tại là ra hoa nhá. giống hoa mộc hương này thì ra hoa kéo dài từ thời điểm đầu tháng 10 và xuyên suốt đến thảo tháng 2 tháng 3 hàng năm anh chị nhé rất là sai và thơm hoa đây em quay sát cho anh chị xem nhé đây vườn này hiện tại thì có khoảng tầm gần 2.000 cây trải dài trên một diện tích khoảng tầm hơn 2 hectare anh chị nhé rất là sai này những cây này hiện tại thì nhà vườn em đang cung cấp với giá là 800 000 đồng một cây anh chị nhá. Cao khoảng tầm 1 m 6 1 m và chiều cao thoát thân của chúng là khoảng tầm 60 đến 70 phân. Đây, rất là sum suê. Đấy cây nào cái đấy thì đều thoát thân và cảnh tán cảnh răm rất là nhiều. Anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với nhà em. Để vườn này thì em đủ rất là nhiều. Giữa hai khoang lối trồng cây thì nhà em tiến hành cắt một cái đường ống nước. Mục đích của việc em cắt cái đường nước này để tránh cho cây bị tình trạng ngập úng anh chị nhá trồng các bạn về trồng về trồng đất hoặc trồng chậu thì chúng ta cũng nên lựa chọn những giá thể đất tươi xốp và trồng nổi lên thì cây mới thể sinh trưởng phát triển tốt nhất nhé ngoài ra thì nên lựa chọn ở trồng trước nhà hoặc là trồng ở những nơi thông thoáng để tạo cho cây một độ quang hợp nhất định thì chúng mới có thể ra hoa tươi tốt và thân của chúng mới sáng được anh chị nhé